Ngày 3 tháng 6, Công ty Công nghệ An ninh mạng Quốc gia Việt Nam NCS cho biết, sau một tháng cảnh báo về hiện tượng các website giáo dục của Việt Nam với tên miền edu.vn và website cơ quan nhà nước với tên miền gov.vn bị chèn quảng cáo cờ bạc cá độ, NCS đã thực hiện nghiên cứu đánh giá lại tình hình. Kết quả cho thấy, số lượng website giáo dục bị tấn công vẫn tăng 11% so với thống kê tháng 4 năm 2023, với 190 website bị chèn mã độc hại. Trong khi ở khối các cơ quan nhà nước, số lượng website bị chèn mã độc giảm đáng kể, giảm hơn 50% so với thống kê tháng 4 năm 2023, chỉ còn 76 website vẫn còn mã độc quảng cáo. NCS khuyến cáo quản trị cần rà soát tổng thể từ thiết kế hạ tầng, cấu hình an ninh, quy trình vận hành đến mã nguồn của website, cập nhật đầy đủ các bản vá lỗ hỏng, xây dựng các phương án giám sát 24/7 để phát hiện chủ động và kịp thời. Thời gian gần đây, tình trạng một số đối tượng giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo ngày càng phổ biến. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quân khu 7, các cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý 4 vụ lừa đảo bằng thủ đoạn này. Hình thức thủ đoạn của những đối tượng này rất đa dạng, phức tạp như gọi điện, nhắn tin, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo bán sách, bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, dịch vụ làm đẹp. Theo Đại tá Cao Thái Nghĩa, trưởng phòng bảo vệ an ninh quân khu 7, nhằm phòng ngừa ngăn chặn một cách hiệu quả đối với việc các đối tượng xấu sử dụng quân trang để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ và người dân. Quân nhân không được cho, tặng, bán quân trang cho người ngoài quân đội, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng quân trang, đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc sản xuất kinh doanh, quản lý, cấp phát, sử dụng quân trang, phòng ngừa hành vi móc nối mua bán quân trang sai quy định hay làm giả, mua bán trái phép quân trang. Ngày 3 tháng 6, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy phòng trọ khiến 7 người bị bỏng nặng. Các nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm Nguyễn Trí Hiếu, 45 tuổi, T, 33 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, S, 15 tuổi, con chị T, A, 13 tuổi, ngụ Long Thành, B, 13 tuổi, T, 15 tuổi và một người tên K. Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, người dân tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành phát hiện có cháy và nghe tiếng kêu cứu ở dãy phòng trọ gồm 15 phòng của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 44 tuổi, nên tiến hành dập lửa và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, đám cháy cơ bản được khống chế. Khu vực bị cháy được xác định ở phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Theo Công an huyện Long Thành, bước đầu xác định Nguyễn Trí Hiếu sống ở phòng trọ số 10 trong dãy trọ, do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Ngày 3 tháng 6, Sở Y tế Đồng Nai cho biết vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 4 phòng khám tư nhân tại thành phố Biên Hòa do liên quan đến vụ làm khống giấy tờ trục lợi bảo hiểm xã hội. 4 phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng gồm phòng khám đa khoa Tân Long, phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, phòng khám đa khoa Tam Đức, phường Tân Hiệp, phòng khám đa khoa quốc tế Mỹ Đức, phường Long Bình. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3 tháng 6 cho đến khi Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản, thông báo mới, căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các phòng khám nêu trên. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét 8 địa điểm, trong đó có 6 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố. Quá trình khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm, được hưởng bảo hiểm xã hội. Hơn 400 giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã làm giả các loại giấy tờ bán cho công nhân, người lao động trên địa bàn để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 ổ bệnh than thể da tại một số địa phương của tỉnh Điện Biên, ngày 2 tháng 6, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn căn bệnh nguy hiểm này. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ và sử dụng cùng nguồn thịt trâu bò với các trường hợp mắc bệnh và những người tiếp xúc gần với ca bệnh nhằm dự phòng và điều trị kịp thời, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than, xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định, tăng cường phối hợp với cơ quan thú y và các ban ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện bệnh than trên động vật để có các biện pháp dự phòng kịp thời trên người, phối hợp trong điều tra xử lý ổ dịch than trên động vật. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 trên địa bàn huyện Tủa Chùa, ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc bệnh và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp mắc bệnh đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu bò. Theo hãng tin CNN, tính đến sáng nay ngày 3 tháng 6, vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở thành phố Balasore, bang Odisha, miền đông Ấn Độ, khiến 207 người chết và hơn 900 người bị thương. Tai nạn xảy ra sau khi đoàn tàu chở khách Coromandel Express chạy từ thành phố Kolkata đến thành phố Chennai bị trật bánh và bị đổ sau vụ va chạm với hai tàu chở hàng vào ngày 2 tháng 6. Hàng trăm người, đặc biệt là thanh niên, đã xếp hàng dài tại các bệnh viện để hiến máu cứu giúp các nạn nhân. Giới chức địa phương xác nhận có 75 xe cấp cứu được điều tới chở người bị thương đến bệnh viện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, chiến dịch cứu hộ đã được kích hoạt và mọi biện pháp hỗ trợ đang được triển khai. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.